Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tử Vi. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video. Các bạn nhớ ấn vào nút đăng ký, sau đó bấm vào biểu tượng hình quả chuông để không bỏ lỡ những video mới nhất, hấp dẫn nhất từ kênh Tử Vi nhé. Nhận diện tướng phụ nữ hay gặp vận xui xẻo. Ai ai trong số chúng ta cũng mong muốn may mắn đến với bản thân mình, nhưng nhiều người làm việc gì cũng không thành công. Cảm giác xui xẻo, vận đen luôn theo bám bạn. Một số người dường như lại có mệnh của đứa con bỏ rơi, tức là họ làm việc gì cũng không được thuận lợi, lực bất tòng tâm, vận đen đủi cứ bám giết lấy họ không rời nửa bước. Những kiểu người này khó gánh vác được những nhiệm vụ quan trọng, tốt nhất không nên theo đuổi lĩnh vực kinh doanh hay quá tham vọng lớn trong cuộc sống. Trong cuộc sống luôn tiềm ẩn những điều bất trắc, những biến cố vô thường. Việc xem tướng khuôn mặt có tác dụng trong việc lựa chọn thầy, chọn bạn, lựa chọn người đối tác, hợp tác kinh doanh, làm ăn, nhờ đó mà tránh được nhiều rủi ro thất bại trong các mối quan hệ hợp tác hay mối quan hệ thường ngày. Mục đích của các môn dự đoán là hướng tới việc tùng cát tị hùng, tìm được lành, tránh được dữ, thì bản thân mỗi người cũng cần phải tu dưỡng, trau dồi đạo đức, tài năng thật tốt. Xem tướng khuôn mặt là tổng hợp tất cả những đặc điểm tồn tại trên khuôn mặt của một người. Tướng mặt là việc dự đoán vận mệnh, tính cách của người đó thông qua việc quan sát, xem xét những đặc điểm cơ bản trên khuôn mặt. Trong nhân tướng học, khuôn mặt luôn chiếm vị trí ưu tiên bởi có quá nhiều điều có thể khám phá ra từ những đặc điểm trên khuôn mặt của mỗi người. Người xưa có câu, tướng bởi tâm sinh, tướng mạo không phải sinh ra là cố định, mà nó phản chiếu quá trình tu tâm, hành động lâu dài của bản thân. Cũng vì vậy, tướng mạo sẽ biểu lộ ra vận mệnh tương lai của một người. Người xưa sử dụng thuật xem tướng, từ việc chọn vợ gả chồng đến tìm người cho các chức vụ trong triều đình. Xem tướng mặt trở thành một phần của xã hội cổ đại phương Đông. Nó được ghi chép trong các thư tịch cổ như Trúc Thư Kỷ Niên, và ngày nay nó càng được phổ biến hơn. Tướng thuật không chỉ được lưu truyền phổ biến mà còn trở thành thuật tướng pháp một cách hệ thống nhất định. Đó là nguồn tài liệu quý giá, là cơ sở cho việc xem bói tướng mặt trong xã hội hiện đại ngày nay. Rất nhiều người chúng ta luôn thấy mình gặp xui xẻo, kém may mắn hơn so với những người khác. Họ luôn buồn phiền trong cuộc sống, bởi vậy họ hay than thân trách phận, căm hận ông trời. Tuy nhiên họ cũng không hề biết rằng mọi thứ đều có căn nguyên sâu xa của nó. Vạn vật khi nói đến đều được nhắc tới sự cân bằng âm dương. Một khi khí âm chiếm ưu thế thì vận hạn của bạn chắc chắn sẽ gặp nhiều trắc trở, thậm chí là thất bại triền miên. Nếu gặp phải trường hợp dù làm gì cũng không thành công, lúc nào cũng gặp vận xui xẻo đen đủi. Vận xui xẻo đen đủi cứ mãi đeo bám thì một phần có thể là do tướng mạo của bạn đem lại. Hãy cùng kênh Tử Vi đi tìm hiểu nhận diện tướng phụ nữ hay gặp vận xui xẻo nhé. Nét tướng đầu tiên của những người phụ nữ hay gặp vận xui xẻo đó chính là ấn đường, thường có màu xanh hoặc đỏ. Ấn đường nằm ở vị trí giữa hai đầu lông mày. Nó còn được gọi là cung mệnh trong 12 cung trên tướng mặt. Ấn đường rộng khoảng 2 ngón tay, được coi là quý, là đẹp. Khi quan sát ấn đường, ta có thể nhìn thấy tính cách, vận mệnh của một đời người. Nếu ấn đường có nhiều vân ngang, dọc, hỗn loạn, hoặc có vết sẹo, khuyết hãm, lồi lõm bất thường, chuyển sang sắc đen u ám hoặc đỏ sẫm, thì chứng tỏ sức khỏe của người đó có vấn đề. Người này dù bản thân có tài hoa đến đâu nhưng ít khi gặp may mắn, thường gặp phải những xui xẻo tài hoa. Nhất là khi ấn đường chuyển sang sắc đen sạm, ra đường phải hết sức thận trọng, chú ý an toàn tính mạng. Nếu đi xa đừng đi một mình, cũng không nên giao lưu với người lạ, kẻo bị hãm hại, rước vận xui vào người. Tuy nhiên mọi thứ sẽ chuyển biến tốt đẹp hơn nếu người này làm nhiều việc thiện, tu nhân tích đức, hóa giải được vận xui. Ấn đường thể hiện tinh thần của một người. Những người ấn đường bỗng nhiên ngả sang màu xanh tối hoặc tự nhiên có vết sẹo cắt ngang qua, có nghĩa là họ dễ dàng gặp những chuyện xui xẻo, thường gặp chuyện bất trắc, làm việc gì cũng không thành công. Đặc biệt
nếu ấn đường có vết sẹo thì cần phải chú ý nhiều hơn nữa. Họ dễ dàng gặp những chuyện không may mắn, thiếu may mắn trong tất cả mọi công việc. Người có ấn đường tối tăm, màu xanh thì lúc nào cũng cần phải đề phòng những chuyện xảy ra ngoài ý muốn. Người có ấn đường tối tăm, màu đỏ thì cần chú ý tới lời ăn tiếng nói, tránh để xảy ra những chuyện đáng tiếc do lỡ lời gây ra, thậm chí cẩn thận kẻo để xảy ra những chuyện kiện tụng không đáng có. Nét tướng thứ hai của những người phụ nữ hay gặp vận xui xẻo đó chính là khoảng cách giữa lông mày và mắt hẹp. Trong sách tướng học cổ có ghi mắt vi điền trạch, có nghĩa là coi toàn bộ hai mắt thuộc cùng điền trạch, mắt trái là thái dương, mắt phải là thái âm. Đôi mắt tượng trưng cho trí tuệ, tinh thần và tính cách. Do đó, mắt có thần sắc, không quyết hãm thì mới có điều kiện tốt để sở hữu khối tài sản, ruộng đất cố định. Khoảng cách giữa hai mắt và lông mày rộng thì chính là cùng điền trạch sẽ rộng. Người có tướng mặt như vậy thì vui vẻ, yêu đời, kiên trì, nhẫn nại, có thể mua được nhà cửa, đất đai cho riêng mình. Ngược lại, khoảng cách giữa mắt và lông mày hẹp cho thấy cùng điền trạch chật hẹp. Những người sở hữu tướng mặt như vậy thì tính tình nóng vội, làm việc gì cũng thiếu đi sự nhẫn nại, chỉ muốn có kết quả ngay, không thích hợp làm những công việc đòi hỏi phải kiên trì. Tuy nhiên, họ lại có khả năng thích ứng mạnh mẽ, dễ hòa đồng, khiến mọi người đều yêu quý. Chỉ có điều, họ không thể mua nhà cửa, ruộng đất cho mình, mãi mãi phải đi ở thuê. Cung điền trạch không tốt cho thấy họ sống khó hòa hợp với mọi người trong nhà, quan hệ trong gia đình có thể sẽ rất căng thẳng. Còn như cung điền trạch nổi mụn, có vết sẹo thì giữa các thành viên trong gia đình dễ xảy ra bất hòa, xung đột. Nhìn vào khoảng cách giữa lông mày và mắt là một cách nhanh nhất để đánh giá số lượng bất động sản của một người. Chủ nhân của tướng mặt mà có hai mắt hoặc hai đầu lông mày quá gần nhau, khoảng cách giữa chúng rất nhỏ thì thường gây ra cảm giác lạnh lùng với người đối diện. Xem tướng học cho rằng những người có đặc điểm tướng này thì tính tình lập dị, cổ quái, không hòa đồng với tập thể. Thêm nữa, tính cách của những người này hay nóng nảy, làm việc thiếu tính kiên nhẫn, không thích hợp trong việc đầu tư kinh doanh. Ngược lại, những ai có khoảng cách giữa hai mắt, hai đầu lông mày rộng, ánh nhìn có thần thái thì tính cách sẽ điềm đạm, khoan dung, dễ hòa đồng, sự nghiệp có quý nhân phù trợ, thành công sẽ rực rỡ. Nét tướng thứ ba của những người phụ nữ hay gặp vận xui xẻo đó chính là nếp nhăn ở đuôi mắt nhiều. Nói về việc xem tướng mắt thì không chỉ xem tướng mắt đàn ông mà cả xem tướng mắt phụ nữ, cũng chỉ cần nhìn đôi mắt chúng ta có thể nói nên được nhiều điều về bản chất của một con người. Đứng về phương diện ngũ quan thì đôi mắt được gọi là giám sát quan. Từ đặc điểm của đôi mắt, ta có thể nhận định được một phần nhân cách của người đối diện. Về phương diện vận mệnh thì thường xem tướng mắt sẽ tra được vận mệnh từ 3 năm cho đến 40 tuổi là chính xác nhất. Phần đuôi mắt được coi là vị trí của cung phù thề, cũng là bộ phận biểu hiện sự tốt xấu về mặt tình cảm của con người. Đuôi mắt trơn láng, không nếp nhăn, thường là những biểu hiện của người hiền hậu, dễ hòa đồng, có cuộc sống hạnh phúc. Trong trường hợp phần đuôi mắt có nhiều nếp nhăn mà không phải là do tuổi tác, nếu nếp nhăn là một đường vân nhỏ thì đó là biểu hiện của nhân duyên tốt, các mối quan hệ xã giao hữu hảo, cuộc sống hôn nhân viên mãn. Tuy nhiên, nếu là hai nếp nhăn trở lên thì là dấu hiệu không cắt lành. Tình duyên của người này sẽ không được tốt, dễ yêu sai người, chọn sai đối tượng kết hôn. Người này tính tình nham hiểm, không được lòng mọi người xung quanh. Ngoài ra, nếu phần đuôi mắt có nếp nhăn ngư vĩ, tức là đuôi cá, thì cũng không phải là quý tướng. Nếp nhăn này thường xuất hiện ở nam giới sau 40 tuổi, nữ giới sau 30 năm tuổi. Nhưng dù là nam hay nữ thì đều là những người háo sắc, bản tính lằng nhằng, dễ đi ngoại tình. Người có đuôi mắt quá nhiều nếp nhăn thì hay trắc trở trong chuyện tình cảm, gặp biến cố lớn trong hôn nhân, tỷ lệ ly hôn rất cao. Không chỉ về mặt tình cảm, những người này thường có công danh sự nghiệp vất vả, không được thuận lợi. Đặc biệt, nếu là phụ nữ thì sẽ dễ bất hòa với đồng nghiệp, hay bị gièm pha nên dễ vướng vào những rắc rối ngoài ý muốn trong công việc. Nữ giới, phần đuôi mắt đầy đặn,
đa phần đều là những người xinh đẹp, có sức quyến rũ rất lớn đối với cánh mày râu. Hơn nữa, họ còn dễ dàng nắm bắt được trái tim đối phương. Một khi đã để ý đến ai đó, thì người đó khó mà thoát khỏi tay nàng. Nếu phần đuôi mắt bị lõm xuống, thì lại thể hiện người này không giỏi thể hiện cảm xúc, thiếu đi sự lãng mạn, nhân duyên khác giới không được tốt. Bản thân người này ít nói, bề ngoài lạnh lùng, tâm địa có phần nham hiểm, suy nghĩ tiêu cực nhiều hơn tích cực. Còn nếu phần đuôi mắt trễ xuống, thì đa phần đó là người có nét tướng, tính toán chi li, ki bo keo kiệt, nhưng họ lại rất giỏi che giấu điều gì đó, mọi người khó có thể phát hiện ra. Thêm nữa, người này hay thích soi mói, xuyên tạc nên cuộc sống gặp nhiều sóng gió, hôn nhân khó mà hạnh phúc được. Nét tướng thứ tư của những người phụ nữ hay gặp vận xui xẻo đó chính là tai mỏng. Về phương diện tác dụng, tai chủ về nghe ngóng, nên trong cổ tướng học mệnh danh tai chính là thám thính quan. Về diện bộ vị đặc biệt thì tai cũng được đặt tên là thông minh học đường, biểu thị cho sự khôn ngoan và tháo vát. Cũng vì tai chỉ dính vào đầu một phần, còn phần còn lại ở ngoài bề mặt của khuôn mặt, cho nên trong tướng học người ta gọi tai là ngoại học đường. Nhân tướng học có thể phán đoán được tình hình sức khỏe của một người thông qua quan sát đôi tai. Những người có tai mỏng thường sẽ ốm yếu ngay từ khi sinh ra, họ thường xuyên mắc những bệnh tật. Người có tắc tai u ám thì cơ thể sẽ không được khỏe mạnh, hoặc đang mắc bệnh, hay trong người tiềm ẩn mầm mống bệnh trong mình. Người có tắc tai u ám có màu xanh thì chức năng thận sẽ không được tốt, còn tắc tai đỏ khô lại cho thấy tim huyết quản cũng sẽ không được tốt. Những người tai mỏng thường ốm yếu hay mắc bệnh tật từ khi mới sinh. Những người tai mỏng sức khỏe kém thì làm việc gì cũng không thành, gặp thất bại trong cuộc sống. Nét tướng thứ năm của những người phụ nữ hay gặp vận xui xẻo đó chính là phần sơn căn bị lõm xuống. Sơn căn là vị trí giữa hai phần mắt, vùng giữa ấn đường và là nơi cao nhất trên sống mũi. Sơn căn được coi là nơi giao tiếp giữa trời và người, giữa âm và dương, cho nên sơn căn cần phải cao, thẳng, ngay ngắn thì sự giao tiếp đó mới thành tựu mỹ mãn, đưa đến hậu quả tốt. Nếu sơn căn lệch, hãm, gãy thì không thể khiến cho con người hấp thụ được khí của trời, của trăng, của sao. Hơn nữa, mũi là dấu hiệu quan trọng nhất của sự giàu sang. Nếu sơn căn lệch, nhọn hoặc nhỏ thì gốc mũi vốn dĩ đã hư sẽ khiến cả phần còn lại của mũi sẽ bị tai hại. Nếu sơn căn tốt thì gần như một định lệ, mũi cũng sẽ tốt theo, đưa đến tài vận hành thông. Trong nhân tướng học, sơn căn thấp, lõm không phải là cát tướng. Chủ nhân có nét tướng này thì làm gì cũng bất thuận lợi, gặp trở ngại, thậm chí còn được coi là ác tướng, phá hoại gia đình. Đặc điểm này cho thấy chủ nhân rất khó có thể gặt hái được nhiều thành công, thành tựu lớn trong sự nghiệp. Công việc làm ăn thì lòng đong lận đận, không mấy thuận lợi, gia cảnh khốn khó, bần hàn, lại thường xuyên phải đối mặt với bệnh tật, sức khỏe sẽ không được tốt cho lắm. Nếu có thêm đặc điểm nữa là mũi to lại hếch thì thuộc hàng phá gia trị tử, tiêu tiền như nước, trong khi khả năng kiếm tiền thì lại yếu kém. Đây cũng là một trong những đặc điểm dễ nhận thấy của những người phụ nữ có tướng mặt xui xẻo. Ngoài ra, nếu sơn căn chuyển sang sắc đen, tám, u ám, có nốt ruồi xấu thì chứng tỏ sức khỏe của chủ nhân cũng có vấn đề. Vì vậy cần nên đi khám sớm để chữa trị kịp thời. Nếu những người có nếp nhăn nằm ngang trên sơn căn hoặc sơn căn lõm xuống thì vận mệnh của người này cũng kém may mắn, làm việc gì cũng gặp không thuận lợi, lực bất tòng tâm, do đó lúc nào cũng lo lắng, căng thẳng trong lòng. Người sơn căn có khí sắc tối, màu sắc xanh, xuất hiện nốt ruồi thì cơ thể sẽ không khỏe mạnh, mang mầm bệnh trong người, dễ xảy ra những chuyện ngoài ý muốn, gây ra tổn hại cho cơ thể. Bởi vậy, tốt nhất không nên ra ngoài nếu như không có việc gì cần thiết. Nét tướng số 6 của những người phụ nữ hay gặp vận xui xẻo đó chính là lông mày mọc lộn xộn. Về phương diện cấu tạo của các cơ quan bộ vị,
lông mày được cổ tướng học gọi là bảo thọ quan. Còn nếu đem chiêm tinh thuật ứng dụng vào tướng số, thì lông mày bên phải được mệnh danh là kế đô, lông mày bên trái được gọi là la hầu. Trong phép đoán lưu luyện vận hạn, dựa vào các bộ vị trên mặt, mày trái được gọi là thái hà, mày phải được gọi là phồn hà. Lông mày đẹp hay xấu cũng là một trong những nhân tố đặc trưng biểu hiện ra đường sự nghiệp công danh của một người. Lông mày cũng như mắt giúp ta biết được quý tiện, cho nên có tên là ban chuẩn học đường. Cũng vì lẽ đó, trong tướng pháp có câu văn danh tại mi. Đặc biệt với những người có đường lông mày chia cắt lộn xộn thì vô cùng bất lợi. Những người sở hữu lông mày như vậy thì tính cách thường nóng vội, không biết cách cư xử khéo léo trong giao tiếp với đồng nghiệp, nên dễ gặp trở ngại trong công việc. Những người này không hẳn là xấu, đôi khi chỉ đơn giản vì khả năng biểu đạt của họ kém, lại cộng với tính khí nóng vội nên thường bị thua thiệt. Do vậy đường công danh sự nghiệp của họ thường không mấy khả quan. Với những người lông mày ngắn, thưa và khoảng cách giữa các sợi lông mày không đều đặn, người ta gọi là sơ tán mi. Về phương diện nhân tướng học thì lông mày thưa biểu hiện tình bạn nhạt nhẽo, bình thường, tiền bạc không giữ được lâu bền mà lại lên xuống theo từng chu kỳ, hết rồi lại có rồi lại hết, dù cố gắng cố sức như thế nào cũng không thay đổi được trình tự kể trên. Với những người lông mày nhiều hay ít, dài hay ngắn, nếu có một quãng bị ngắt quãng hoặc lông mày có một đoạn ngắn mờ nhạt một cách bất thường đều gọi là gián đoạn mi. Lông mày gián đoạn hay gián đoạn mi có ý nghĩa rất xấu về mặt vận mạng. Những người sở hữu nét tướng gián đoạn mi thì về mặt ý nghĩa thì đều không giữ được tiền bạc. Tiền bạc thăng trầm ngoài ý muốn, anh chị em vô duyên, không được nhờ cậy, tính tình xung khắc hoặc phải đi xa cách với cha mẹ. Nét tướng số 7, xương gò má cao. Những người phụ nữ sở hữu xương gò má nhô cao nhưng đầy đặn thịt thì được hưởng tài sản của cha ông để lại, họ sẽ không phải lo lắng về mặt tiền bạc. Nhưng nếu chỉ thấy xương sẩu gồ ghề thì lại là những người mắc bệnh thích mua sắm, họ là những người không biết tiết tiền bạc. Miễn là có được thứ mà mình mong muốn, họ có tiền xong cũng thích tiêu tiền, vậy nên rất khó cất giữ được tiền bạc. Tốt nhất là không nên kinh doanh hoặc khởi tham vọng quá lớn. Xương gò má tốt nghĩa là phải cao, tròn trịa, đầy đặn thịt. Nếu gò má nhọn nổi lên như hình tam giác, trơ xương thì nghĩa là rất xấu. Những người sở hữu gò má nhọn tính cách sẽ không tốt, thích gây chuyện, nói xấu với người khác, tính tình nóng nảy hay hiếp bức người khác. Vì vậy trong cuộc sống cũng thường không gặp được những may mắn, luôn luôn vận đen xui xẻo đeo bám. Các bạn đã được lắng nghe video nhận diện tướng phụ nữ hay gặp vận xui xẻo của kênh Tử Vi. Nếu các bạn thấy video hay và hữu ích, hãy chia sẻ để ủng hộ cho kênh Tử Vi. Xin chào và hẹn gặp lại.